Quý vị quay trở lại phần 3 của chương trình Y khoa phục vụ đời sống cùng với bác sĩ Kevin Mai. Ở phần 3 này, bác sĩ Kevin Mai có một lưu ý rất đáng để quý vị quan tâm về tình hình mạo danh của bác sĩ Kevin Mai ở trong cộng đồng gần đây. Trước đây với ta cũng nói là vấn đề mượn danh những bác sĩ bán thuốc. Luôn cả của tôi cũng nói rồi. Thứ nhất là bán thuốc, dùng những cái video clip giống như tụi tôi Kim Thủy ra để bán thuốc. Thì chứ tôi gọi lên thì họ sợ quá, họ cúp phone. Rồi có những người mượn danh của tôi để mà fraud, tức là ăn trộm của Medicare, chở những cái đồ thiết bị y tế tới những nhà bệnh nhân mà bệnh nhân đó không cần, chở tả, chở giường bệnh, muốn gì được nấy, hỏi ai chở thì nói bác sĩ Kevin Mai order, cho nên bệnh nhân nghi nghi, có nhiều người thông minh thì gọi hỏi liền, thì tôi trả lời không không, bác khỏe đó, bác chưa cần cái đó, cháu không có order, là thì người ta gọi, đòi làm dữ, gọi cảnh sát, thì những người này tới chở đồ đặt đi, trước khi chở đi còn chửi bệnh nhân một trận, ngu như vậy, đùa cho không không mà không lấy, còn gọi lung tung làm gì đấy. Rồi cách đây khoảng 2 bữa tôi có một bệnh nhân như thế này rất là nguy hiểm quý vị. Là bác tới khám tôi thì bác hỏi ồ cái kết quả chụp đầu gối của tôi bác sĩ về chưa, thấy kết quả chưa. Cái mình nói là cháu đâu có order gì vừa rồi đâu. Ồ vừa rồi cách đây khoảng 3 bữa có người vào gõ cửa vào, kéo luôn cả máy móc, cả một đoàn người vào để chụp đầu gối tôi. Nhưng mà sao biết bệnh nhân nó bị đầu gối mà chụp hay vậy? Mà không hiểu sao nó là bác sĩ Mai order. Yeah. Thì ngay bác sĩ Mai là họ tin lắm. Nhưng mà không có tin kiểu đâu quý vị. Tôi không biết mấy người đó là ai. Mà chụp mà 9 giờ tối nữa quý vị. Nghe không hợp lý. Chết không, nghe run không. Lỡ mà họ vô, họ lấy cửa, họ trốn, họ đánh, họ ăn cướp ăn trộm thì khổ nhau lắm. Cho nên các quý vị lấy cái gì mà không xong thì gọi confirm trước, chứ đừng có vội mà nghe bác sĩ Mai cho vô nhà rồi cũng cho người ta vô nhà để làm, phải hỏi báo trước khi để confirm lại những cái gì mà tôi order home health sao vậy thì thường báo trước cho bệnh nhân trước, rồi chúng ta hiểu nhau rồi người ta gọi lại có giấy trắng mực đâu, cơ quan đàng hoàng. Còn những cái gì mà không rõ, tại chuyên có người kéo vào chụp hình đầu gối mình vào 9 giờ tối thì mình chúng ta phải suy nghĩ kỹ, gọi tôi trước nha. Vẫn là tôi vẫn trực phone sau giờ làm việc để mà trả lời, chứ không là họ vào rồi thì họ hại mình, họ ăn cướp mình, hoặc là thậm chí họ giết mình nữa thì rất là khổ. Cho nên tránh những trường hợp này quan quý vị. Thưa bác sĩ Kevin Mai, thưa quý vị, gần đây có quý khán thính giả có gửi thư tới cho bác sĩ Kevin Mai. Kim Thị sẽ đọc nguyên văn câu hỏi của quý vị khán thính giả. Kính chào bác sĩ Kevin Mai, tôi là Chi ở Clement, năm nay 75 tuổi. Xin bác sĩ làm ơn trả lời câu hỏi sau đây. Mắt tôi bị cườm khô khoảng 5 năm. Tôi có đi hai bác sĩ chuyên khoa, người thì khuyên là nên remove, người thì bảo là chưa cần vì mắt tôi rất sáng, lái xe không cần đeo kính, đọc báo rõ hơn không cần đeo kính. Tuy nhiên lái xe ban đêm bị chóa nên hạn chế lái đêm. Vậy tôi không remove có được hay không? Kính cảm ơn. Vâng, đấy, khổ không? Cường. Tôi không phải bác sĩ mắt mà hỏi bác sĩ nội khoa thì cũng khó. Nhưng mà cổ diễn tả rất là rõ ràng quý vị. Tức là khá lắm, mắt không cần lái xe, đọc báo ngon lành. Viết chỉ mà cũng hơi rất là rõ, rõ. Chỉ hơi bị lóa mắt. Tức là cái cườm á quý vị. Khi cườm mà mình bị á, mình rất sợ những cái ánh sáng. Đặc biệt những cái ánh sáng mà xung quanh nó chiếu vô, bánh sáng mà sáng, đèn sáng hay mặt trời mà sáng, hay là cái gì đó nó chiếu vô một bên thôi, thì con mắt chúng ta khó chịu, nó lóa lên. Đó. Thì cái cách chữa của cườm thường là mổ lấy cườm, thay cái cườm đó ra thì chúng ta sẽ dễ chịu lại. Tuy nhiên không phải ai cũng mổ. 75 tuổi rồi. Những cái cườm tiểu cườm thì 75 thì cũng ok lắm, tiểu cườm rất là nhẹ, khoảng 30 phút là người ta có thể thay một cái cườm rồi. Và cái vấn đề đây là có nên mổ hay không? Thì nếu mà tôi là cô thì tôi không có mổ trong trường hợp này. Nếu là tôi là cô phải nói cẩn thận như vậy, nên là tôi không có mổ, tại vì tôi không phải là bác sĩ mắt. Thứ hai nữa, có một bác sĩ nói không cần mổ, có một sĩ nói mổ, nhưng mà cái cách cô diễn tả, nếu tôi là cô tôi sẽ không mổ, vẫn còn cườm vẫn còn chưa chín chưa mùi để mà mổ trong trường hợp này, chờ một thời gian nữa
nghe quý vị, cái gì mổ nó cũng có ảnh hưởng, có thể bị cái này biến chứng phức tạp này nọ. Đa số thành công nhưng mà có một số trường hợp mổ rất là tệ hại, người ta hối hận là tại sao mình phải đi mổ như vậy. Dạ, câu hỏi thứ hai ạ. Kính chào bác sĩ Kevin Mai, bác sĩ có hứa một lần anh hứa là sẽ có giải đáp ăn bưởi và uống thuốc Tây, thuốc ta thì cử ăn đậu xanh, nhưng chờ mãi không thấy, nên hôm nay tôi nhờ bác sĩ cho ý kiến thuốc atorvastatin 10mg và Lipitor, thuốc nào trị mỡ cao tốt hơn, và nếu ăn bưởi lâu mau thì uống thuốc Tây. Này kính. Vâng. Nhiều lúc cũng khổ lắm quý vị, hứa mà không làm. Hứa thật nhiều. Dạ, hứa cho nhiều cũng vậy thôi. Nhưng mà tôi cũng xin nhắn nhủ lại là cái bưởi này như mình cũng nói mấy lần rồi, phải không? Dạ. Dạ, trên 2-3 TV, trên cả YouTube của chúng là My Doctor chưa? Có. Nhưng mà thôi, cứ nhưng mà đậu xanh là chưa nói. Dạ. cái mix thì thôi, bây giờ nói lại luôn đi, nói lại lần nữa luôn. Thứ nhất thì chúng ta biết là bưởi chúng ta nó khác với cái mà cái grapefruit. Cái grapefruit là cái lai giữa bưởi và cam, nó ra cái trái đỏ đỏ đó, bự giống như trái bưởi mà nó màu đỏ ăn chua lắm quý vị. Thì nó có cái chất gọi là furanocoumarin. Cái furanocoumarin nó làm ảnh hưởng tới một số loại thuốc của chúng ta. Ví dụ như thuốc mấy thuốc statin, cholesterol, atorvastatin, simvastatin, lovastatin, hoặc là thuốc phenlodibine, là fadibine, và các một số thuốc đặc trị khác, cyclosporin hoặc là diazepam. Nhưng mà bưởi của chúng ta lại là một nhóm khác quý vị một chút xíu, tại vì nó là con lai, cái này con lai đúng không, bưởi chùm đây con lai, còn bưởi trắng của chúng ta nó lại khác quý vị, nó lại cái nồng độ của furanocoumarin nó thấp hơn, cho nên khá an tâm mà để mà ăn. Anh này cái trường hợp như thế này, anh uống atorvastatin 10mg thì thỉnh thoảng ăn vài miếng muối bưởi thì không sao hết, tại vì cái đô nó thấp. Nếu mà ảnh mà ăn nhiều đi, mỗi ngày ăn trái, thì có hai trường hợp xảy ra là cái nồng độ thuốc 10mg nó sẽ cao hơn bình thường. Nó cao hơn bình thường, nó có thể gây nhức mỏi hay nóng gan. Thì có vài cách như thế này, anh có thể cắt một nửa viên anh uống 5mg thì ăn bưởi vô lên 10mg. Đó là một cách vừa đỡ tốn tiền nữa. Thứ hai nữa, anh đổi qua những cái thuốc mà nó không đánh nhau với bưởi. Ví dụ như là thay vì atorvastatin thì chuyển qua rosuvastatin. Tôi thích món này lắm, tại vì hai anh này cũng không đánh nhau với bưởi nhưng mà anh nhẹ lắm. Anh hạ được khoảng 30% thôi. Anh rosuvastatin anh không đánh nhau với bưởi nhiều mà anh lại hạ tới 40-50% luôn. Cho nên có quý vị nào thèm ăn bưởi nhiều, nhà có trồng cây bưởi, bưởi ra sai trái, thì tới mùa đó thì chúng ta có thể giảm thuốc hoặc là đổi hoàn toàn ra rosuvastatin mà uống ngang anh, không sao hết. Rồi câu nữa anh nói cho tôi là atorvastatin với lại Lipitor 10mg thì thuốc nào nó tốt hơn? Hai thuốc này là một ngăn anh có chữ đây nè, atorvastatin với Lipitor đây nè, nó là một thành phần hóa học giống nhau. Lipitor là brand name, atorvastatin là generic. Đối với khoa học ở Mỹ này, khi mà mình có một cái thuốc, một cái company, để giảng một chút xíu cho quý vị hiểu, thì khi người ta sản xuất được một cái thuốc đó thì người ta phải có bản quyền để người ta có thể bán cái thuốc đó mắc tiền hơn, thu lại cái phí người ta đang làm nghiên cứu và cộng thêm một số tiền của nhà đầu tư. Có như vậy người ta mới nghiên cứu thuốc mới. Cái thuốc đó như Lipitor sau khoảng 15 năm, 20 năm nó mất hết bản quyền, tức là thu hồi đủ kinh phí rồi quý vị. Giống như quý vị đi sao mấy cái xa lộ, người ta thu tiền quý vị đó, tới khoảng mấy chục năm sau cái nó trở thành public, sau khi đủ phí rồi cũng thuốc mang cũng vậy, sau khi đủ tí thì nó cho những cái nhà máy khác sản xuất
Ví dụ như trước đây có nhà máy gốc chính thì nó làm ra thuốc lấy tên là Lipitor, nhưng mà mấy cái bản nhà máy khác sản xuất cái copy của nó gọi là Atorvastatin. Rồi một cái brand name, một cái generic. Không phải Thủy thích brand name không? Dạ. Đó khổ là chỗ đó. Ví dụ như cái áo đó, nó có brand name Nordstrom đi, ai cũng thích cả đó, nhưng mà bây giờ nó lại đem bán qua Nordstrom Rack thì cũng mua cũng giống giống, nhưng mà cái mã hàng hiệu, cái chỗ mua của mình nó không có thích hợp. Câu trả lời là nếu mà bảo hiểm của anh, thật sự tôi cũng vậy, nếu mà bảo hiểm mà nó trả giống tiền nhau thì tôi chọn brand name. Chính xác, đúng không quý vị, là Limited. Còn nếu mà nó bán mắc lên từng gấp 5, gấp 7 lần thì chọn Atorvastatin. Nó không đáng để mà trả cái giá mắc này chứ vậy. Nghe anh, đó là anh tự chọn. Thường bây giờ bảo hiểm nó không có trả Lipitor nữa. Lipitor là sản xuất bởi Pfizer. Quý vị biết cái anh chàng Pfizer là cái anh chàng mà sản xuất ra cái vaccine cho chúng ta hiện giờ đấy. Thì anh cũng Lipitor, anh cũng là anh sản xuất ra Viagra luôn quý vị. Toàn là những nổi tiếng hơn. Wow. Trước đây chúng ta không có biết anh tên anh nào sản xuất ra. Bây giờ nhờ cái vaccine mà anh cái Pfizer trở thành nổi tiếng thế giới. Thì nếu mà gần một lần nữa, nếu mà bảo hiểm trả tiền giống nhau, chọn Lipitor. Nếu mà bảo hiểm trả tiền không chịu trả thì uống Tovastatin cũng rất là tốt, hữu hiệu, lợi ích cũng tương đương với anh Lipitor nha quý vị. Dạ, còn một cái rất là nhanh nữa, bác có hỏi là ăn bưởi bao lâu thì uống thuốc tây đó. Ăn bưởi bao lâu thì cái bưởi nó có chứa cái furanol coumarin thì nó làm cho cái sự hấp thụ của thuốc nó nhanh hơn, vào máu nhanh hơn. Thì nếu mà anh vẫn muốn thì cách nhau khoảng 2-3 tiếng đồng hồ trở lên để mà tránh cái trường hợp đánh nhau cũng được anh. Nhưng mà tôi vẫn khuyên anh, nếu mà tránh rồi cũng khó khăn thì anh đổi luôn qua thuốc Atorvastatin ra Rosuvastatin uống, thì ăn bữa khá thoải mái, không có cần kiêng cữ gì nhiều. Chào anh. Cảm ơn bác sĩ Kevin Mai với những câu trả lời rất là chi tiết. Hy vọng quý vị đã có một giờ rất là thoải mái để lắng nghe bác sĩ Kevin Mai cập nhật với chúng ta những kiến thức y khoa rất bổ ích trong đời sống. Mời bác sĩ Kevin Mai sẽ gửi lời chào đến quý vị khán thính giả. Vâng. Xin cảm ơn quý vị đã có dành thời gian hầu chuyện cùng với tôi. Cũng cảm ơn các cô Vũ Tiến này đã làm thơ rất là hay về YouTube cho tôi. Đôi khi tôi cũng phải nói tôi bận quá, cô có gái ngang qua tôi cũng không có nói chuyện được nhiều. Và những cái quý vị đã email, như là có 2-3 người email vừa rồi, cũng trách cứ thì nếu mà tôi cũng cố gắng thôi, nhưng mà tôi cũng nhớ là tôi đã làm rồi. Lần này nói lại lần nữa về chuyện bưởi cho anh và trả lời các câu hỏi. Và xin chào quý vị, xin hẹn gặp quý vị vào kỳ tới. Chào Kim Thủy. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.